Chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ, mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai là do ghen bóng ghen gió, với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ, em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn. Chẳng hạn nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập. Thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình á, em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được nè, cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ, em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy? Cao ơi? Hơn 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người, hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mỏi mỏi, ừ. Biết đâu qua dạ, em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Đàn trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Ăn trai mưa rồi. Đó. Trời mời ơi, bạn trai. Này anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi em chào anh. Rồi chào em. Em tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Đó, hả? Thích yeah. Thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Dạy là mầm non hay là trung dạ, học? Dạ, em là... dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân tộc. Em trai, em dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao. Không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo cho làm thôi. Rồi em sao tình duyên sao được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Dạ hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai là do ghen bóng ghen gió, với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn. Chẳng hạn nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập. Thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á, em
có hói một chút cũng không sao. Hói chút cũng dạ, sao phải không? Cái này được nè, cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy? Cao hơn 1m6. Dạ cao 1m78 chưa. Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời ngon lành. Ừ ngon lành liền. Dạ. Được, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà. Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mỏi, ừ. Biết đâu qua em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Đàn trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Ăn trai mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi Vân. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Với tất cả mọi tổ chức giờ bên đàn gái ở bản. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp lộng mở cái màn mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi. Đóng mấy về phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Đúng vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, Vai Báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên gái coi. Dạ em đại. Thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Bên kia múa. Bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tay em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Bề ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi cũng không thất vọng gì. Bây giờ nè. Bạn dạ. Này chắc cũng không có, có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao. Giờ anh thử một đoạn nha. Đó là quýnh lộn, bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô vô nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền rồi sao? Con em hỏi lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh trừ tiền vậy á. Đặt thẳng vấn đề luôn.
Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi, rồi nợ dai đâu cả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống hành thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái hả chị? Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở xóm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao đút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Anh xin lỗi em. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Bạn nhỏ cầu mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị.